bàn phím cơ bằng gỗ, gỗ ốc chó nha các bạn. Acco MU01 có gì? Hôm nay mình sẽ đặt hộp cho các bạn và xem coi nó có gì ha. Trên tay mình đây đang là cái hộp của bàn phím cơ Acco MU01, mã MU01. Và phiên bản này là phiên bản màu keycap, phiên bản Joy Apply. Ngoài ra thì Acco còn có hai phiên bản nữa là Mountain và Autumn, mùa xuân, ấy mùa thu và núi sông. Còn này là Joy Apply. Đây, phiên bản rất là đặc biệt. Thì đây là dòng MU01 Joy Apply phiên bản chính hãng nha các bạn. Chính hãng phân phối tại Việt Nam, bảo hành 12 tháng. Đây, mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem nó có gì. Đó, mở hộp ra. Rất là giống những cái bàn phím Acco khác. Đây, khi mình mở ra mình sẽ có một cái bàn phím đựng dưới một cái lớp mica như thế này. Một cái bàn phím. Thơm thiệt các bạn ơi. Gỡ ra là thơm mùi gỗ lắm. Và đây là một miếng gỗ nguyên khối được CNC lại để ra cái case này nha các bạn. Rồi, mình sẽ có thêm cái phụ kiện gì đây. Tiên chúng ta sẽ có một cái khăn lau. À, một cái khăn lau. Khăn lau rất là đặc biệt luôn. Để chống bám vào vân tay. Một cái switch windler. Một cái dây kết nối USB Type-C. Đây. Một cái bộ switch dự phòng và một cái kim windler. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm gì nữa đây? Đây, có thêm cái này rất là đặc biệt nè. Nó hơi chặt xíu, các bạn đợi mình nhé. Đây, một cái hộp sáp để đánh bóng gỗ. Đó, mở để đánh bóng gỗ, rất là đẹp. Để làm cho cái bảo vệ, để dưỡng cho cái gỗ của cái case bàn phím nó ngon hơn. Và chúng ta sẽ dùng cái khăn này để lau. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái USB receiver và một cái giấy hướng dẫn sử dụng. Rồi, toàn bộ đó là những cái phần phụ kiện râu ria của bàn phím này. Đây là chiếc bàn phím MU01 phiên bản Joy Apply. Trên đây chúng ta sẽ có một cái đường viền chạy như thế này, bằng kim loại, bằng đồng luôn nha các bạn. Có khắc logo của Acco MU. Rồi, một cái case hoàn toàn bằng gỗ ốc chó. Và cái họa tiết hoa văn này thì là từ một cái miếng gỗ thật luôn, nguyên khối luôn. Cho nên đối với từng cái bàn phím nó sẽ có từng cái họa tiết hoa văn khác nhau, cho nên không có con nào giống con nào nha. Đây, một cái họa tiết hoa văn rất là đẹp luôn. Được bề mặt gỗ thì cũng được xử lý đánh chà nhám rất là kỹ. Và một cái khe cắm USB Type-C cũng bằng gỗ, cũng bằng đồng luôn nha các bạn. Đây, bằng đồng luôn. Và đó, cùng với đó một kết hợp giữa cái keycap. Keycap này là keycap Profile MOA, hiện tại đang rất là hot trên thị trường. Với cái kiểu phím nó rất là khá là tròn và bấm vừa tay. Độ dày của keycap á, thì cũng khá là ok. Chất liệu là nhựa PPT và được in tay súp, rất là đẹp. Chúng ta sẽ được sử dụng cái bộ switch của Acco Piano Pro V3 ha. Acco Piano V3 đã được relip sẵn. Và đối với cái dòng switch Acco thì cái dòng switch Piano này hiện tại đang rất là cháy hàng. Bởi vì nó mang lại cảm giác gõ linear khá là mượt, đầm. Và cái âm thanh nó ra khá là creamy luôn. Đây, tí nữa mình sẽ test cho các bạn nghe sau test. Bên dưới của nó thì sẽ được trang bị một cái lớp LED ha. LED của phím này là LED bằng FR4. FR4 thì sẽ cho cảm có LED cut luôn, sẽ mang lại cảm giác gõ khi với cái âm thanh là nó nghe bập 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 bập, nghe nổ khá là vui tai. Rồi còn mình sẽ có thêm một cái firm ở dưới nữa, để hiện tại mình chưa có khui ra được bởi vì đây cũng là hàng mới ha. Cùng với lại một cái dãy cao su để fit cho nó không có bị trơn trượt. Rồi, trọng lượng của bàn phím này mình cầm thì nó cũng không có nặng, khá là khoảng tầm 1 kg, chưa tới 1 kg, nhưng mà cảm giác cầm rất là chắc tay nha các bạn, rất là chắc luôn. Foam họ lót khá là dày và chắc, cho nên tạo ra cái cảm giác rõ.
nó rất là hay, rất là thích. Mặt tất cách và stop. Đối với stop á, thì mình trải nghiệm thử con này thì mình thấy stop con này làm stop cũng khá là ổn rồi. Nó không có còn tình trạng tức nữa, khá là mượt luôn và đã được lắp sẵn, cần chỉnh sẵn cũng khá là ok. Đó. Nó phải kết nối thì các bàn phím Echo MU01 này có 3 chế độ kết nối là có dây, là wire, USB, là wireless, receiver và Bluetooth, nhớ 3 thiết bị nha các bạn. Chúng ta muốn mở được cái chế độ đèn LED hay không á, thì chúng ta sẽ dùng cái nút ở đây, nó không có cái công tắc, chúng ta sẽ gỡ cái nút này lên và chúng ta sẽ gạt. Ở đây chúng ta sẽ có là cái cần gạt 3 chế độ, ở giữa là bạn có dây, gạt bên trên là xài wireless và gạt xuống dưới là xài Bluetooth. Đó. Mạch của con này là mạch xuôi và có LED RGB. Các bạn có thể dùng phần mềm của Echo để tùy chỉnh cái đèn LED này. Ngoài ra các bạn cũng có thể macro và gán những cái chức năng cho các phím này luôn. Do là hàng chính hãng sử dụng mạch VR cho nên các bạn có thể custom thoải mái qua phần mềm của Echo nha các bạn. Rồi, sau đây mình sẽ sound test và gõ thử cho các bạn nghe một cái đoạn để các bạn cảm giác được âm thanh và cảm giác rõ nó như thế nào ha. Vâng, và sau khi mở hộp và trải nghiệm thử cái bàn phím cơ Echo MU01 này thì với một cái mức giá là khoảng tầm quanh 3 triệu đồng, các bạn sẽ có được một cái vỏ case bằng gỗ ốc chó khá là đẹp và xịn luôn. Với cái case gỗ này, cái bàn phím này khá là giá trị ở cái case gỗ. Cùng với đó nó sẽ được tô điểm thêm một cái phần nhựa, phần kim loại bằng đồng ở đây, nó làm cái bàn phím mình trở nên sáng và đẹp hơn. Cùng với đó các bạn sẽ có được cái bộ switch và cái blade. Nói chung là Echo đã làm những cái mang những cái switch, những cái blade, những công nghệ làm phím mà chất lượng nhất hiện tại họ áp vào con phím này để cho các bác bạn có một cái mức giá khoảng 3 triệu thì mình thấy nó khá là hời cho các bạn. Để trải nghiệm cảm giác gõ thì các bạn sẽ cảm giác gõ nó sẽ giống như là không giống như các bạn gõ những con phím bằng nhôm hoặc bằng ngựa khác đâu nha. Đó, nó mang lại cảm giác gõ khá là hay luôn. Và cái âm thanh khi gõ các bạn đã nghe thử sau test rồi thì các bạn sẽ thấy những người nào mà đã yêu được cái tiếng gõ này thì không thể nào bỏ qua phím Echo MU01 này được. Nếu các bạn còn lăn tăn về cái bàn phím này thì các bạn cứ đến G-Shop để trải nghiệm thử ha. Bên mình sẽ có rất là nhiều sản phẩm để các bạn trải nghiệm thử và nhận xét được coi bàn phím này nó ngon như mình nói hay không. Còn nếu các bạn thấy hay hãy like, share và subscribe cho channel của G-Shop. Hãy nhớ nhấn nút chuông để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.